Ngày 22 tháng 4, theo thông tin từ văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường quản lý giáo dục, ngăn ngừa phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn sau vụ nữ sinh bị đánh trong lớp học. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu lưu ý cần tăng cường hướng dẫn việc lồng ghép tích hợp nội dung kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp để giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho các em học sinh. Đặc biệt quan tâm nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho các em, theo dõi chặt chẽ các diễn biến tình cảm, tâm lý, vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè trong lớp, trong trường và các mối quan hệ xã hội khác. Từ đó kịp thời phát hiện, hỗ trợ, can thiệp đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý và giúp học sinh tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục về việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong việc quản lý, phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường. Phát huy vai trò của học sinh trong việc phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân và bạn bè.